Một rãnh áp thấp mới hình thành có trục khoảng 8-10 độ Vĩ Bắc khiến cho gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần trở lại. Do vậy, trong ngày hôm nay, 23 tháng 6 năm 2023, khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trời nắng với cường độ không mạnh. Về chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, vài nơi có mưa vừa kèm theo dông mạnh. Bây giờ là diễn biến thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh đêm nay 23 tháng 6 và ngày mai 24 tháng 6. Khu vực phía bắc của tỉnh gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía bắc huyện Xuyên Mộc, đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ 24 đến 26 độ, ngày mai trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 32 đến 34 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Khu vực ven biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và phía nam huyện Xuyên Mộc, đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ 24 đến 26 độ, ngày mai trời nắng, gió tây đến tây nam cấp 2, nhiệt độ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 81 đến 86%. Huyện Côn Đảo đêm không mưa, nhiệt độ 25 đến 27 độ, ngày mai trời nắng, nhiệt độ 31 đến 33 độ, gió tây nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm tương đối 80 đến 85%. Hải văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, từ Vũng Tàu đến Côn Đảo có mưa và dông, tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, biển có lúc động nhẹ. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 24 tháng 6 năm 2023, nước lớn, mức cao nhất 330cm vào lúc 7 giờ và nước ròng mức thấp nhất 100cm vào lúc 23 giờ 45 phút. Trong ngày 23 tháng 6 năm 2023, theo chỉ số báo cáo chất lượng không khí quan trắc về độ ô nhiễm bụi khói khí thải trong ngày ở tất cả các huyện, thị, thành phố đều phổ biến ở ngưỡng tốt, mọi người có thể tự do hoạt động ngoài trời. Với ba khu vực đặc thù của tỉnh, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu, chỉ số chất lượng không khí AQI đo được tại các trạm quan trắc tự động từ 6 giờ sáng đến 18 giờ chiều 23 tháng 6 như sau. Tại trạm quan trắc ngã tư giếng nước thành phố Vũng Tàu, chất lượng không khí đo được ở mức 43, mức tốt. Chất lượng không khí đo được tại trạm quan trắc trường tiểu học Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ ở mức tốt với chỉ số AQI là 26 và chỉ số chất lượng không khí đo tại trạm quan trắc ngã tư đường Phan Đăng Lưu và đường 27 tháng 4, thành phố Bà Rịa ở mức tốt 32.